Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Nhật Bản Giang. Thì hôm nay mình sẽ thay cái gọng dây gai Sonic nè các bạn. Nó gọng dây gai Sonic hay xe này nó biết được gì ra nè. Thì sau đây thì mình sẽ tháo hai gọng dây gai ha. Thì đối với dòng xe Sonic này nè, các bạn cần phải gã hết dàn áo ra, nó dính liền nguyên về ha. Nó không giống như xe khác mà là mình gã khúc trước là được ha. Đó. Thì sau đây là mình đã gã rồi. Đó. Thì muốn tháo được thay cái gọng dây gai thì các bạn phải gã cái họng ga này ra nè. Đó là một lát nữa mình gã cái họng ga này ra mình mới gắn được gọng dây gai ha. Đó, gắn xong thì mình sẽ gắn nó vô, xong rồi lát nữa gáp vô mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mà cài đặt nó lại ha. Các bạn thấy không, cái dàn áo của cái thằng Sonic này nè, nó dính nguyên về nè, đây là cái về sau nè các bạn không, nó các bạn rút cái về sau ra gì nè là mình mới lấy ra được cái về trước ha. Nè các bạn, do nó dính nguyên về nè, các bạn thấy không, nó dính nguyên về nè, nó không có gờ được, dàn áo nó không gờ ha, cho nên là mình phải gã ra cái khớp đằng sau ra thì mình mới lấy được hai cái bận trước ha. Đó. Các bạn sau khi mà thay dây ga xong ha, đó thay dây ga xong rồi ok nè. Thì hồi nãy đó mình tháo cái họng ga này ra nè các bạn, tháo cái họng ga này ha. Đối với tất cả những dòng xe FI ha, khi mà tháo họng ga ra, một là mình sẽ cài đặt họng ga là cài đặt bằng thủ công, hai là nếu mà có máy smart tool đó thì các bạn cho nó chế độ về reset ha, cho nó nổ máy trong vòng 10 phút là cái hệ thống nó ổn định nha các bạn. Thì các bạn có cái máy smart tool này ha, là khi mà các bạn làm cái gì, bất cứ cái gì đó các bạn lên đó reset con SCU lại thì chiếc xe nó mới nổ đều và garanti ok nha. Thì máy Sato này nó có một cái hệ thống rất là cực kỳ ok luôn. Rồi các bạn, sau khi mà nó nổ máy 10 phút xong ha là mình bắt đầu mình tắt máy ha. Đó, lúc này là cái xe nó đã ok rồi ha. Đó, thì mình tiến hành mình lắp ráp cái dàn áo vô. Rồi các bạn, đối với xe Sonic này ha thì mình ráp cái dàn áo, ráp cái dàn tích trước ha, đưa vô. Nó nguyên cái khớp đó. Không, các bạn gáp cái sau này trước nè. Rồi mình mới tiến hành này gáp hai bên ha. Rồi các bạn, thì cái bẩn đó là nguyên một cái về vậy nè ha. Đó, nó nằm nguyên về nè, bạn thấy không? Đó, mình gáp cái sau xong rồi tiến hành mình gáp cái này vô ha. Đó, với cái bẩn. Các bạn, sau khi mà gắp cái miếng này xong ha thì mình sẽ đưa cái miếng đen vô ha. Đó, rồi mình tiến hành mình gắn cái bẩn vào đây vô. Đưa vô đây nè. Nó có cái khớp rồi là ok. Rồi các bạn, sau khi gắp vô là ok ha, mình nổ máy lại cho các bạn xem. Rồi ha, mình là Trần Bạn Giang ha, video mình đây là kết thúc. Các bạn xem video mà thấy ok nhớ cho một like đăng ký kênh mọi người. Các bạn.